Năm năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng, diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh Bình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang. Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi hả? Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đó phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm. Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó. Làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói: Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa sa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ Tiên Sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo,
một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng Cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng Cún. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi: Bạch hòa thượng, xin ngài hay giải thích vì sao mang thân chó. Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Câu chuyện bị đọa làm chó. Fengjin là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau, nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Sen. Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ. Việc làm ăn buôn bán khá phát đạt. Nhờ vậy, lần hồi ông dành dụm được một số tiền. Sen thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và làm món thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người: thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn ngon tuyệt, không có món gì khoái khẩu bằng món thịt chó nấu đúng điệu, và nhậu nó với rượu thật ngon. Ông Sen thích mời bạn bè đến dự tiệc, và trong nhiều năm, ông đã giết một số con chó để làm thịt. Năm 1956, ông Sen bị ốm. Ngày nọ, ông ngất xỉu, phải nằm liệt giường, nhưng các thầy thuốc không tìm ra nguyên nhân khiến ông ngã bệnh. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu và ngất đi. Vào một đêm khuya, bỗng dưng ông Sen quay tròn và nhào lộn, nhưng bà vợ không thể giúp gì được ông. Rồi bà nghe ông nói lảm nhảm, bà ghé sát tai vào và hoảng kinh khi nghe ông nói: "Kìa! Con chó đen khác đến, con chó vá đến cắn tôi. 2, 3, 4 và nhiều con chó khác nữa đếm không hết. Xin bà con đến tôi. Xin bà con đến lôi giúp mấy con chó đó ra và xua đuổi chúng đi giùm cho." Rồi ông Sen la hét lớn tiếng khiến mọi người trong nhà thức giấc: "Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Ai đó, hãy đến cứu tôi với." Mọi người đều nghe tiếng ông, nhưng không ai thấy con chó nào hết. Tất cả đều đứng chứng kiến cảnh ông Sen quay tròn và nhào lộn trên giường. Lúc ấy, trong cặp mắt ông thật dữ tợn. Những người thân của ông đều lắc đầu buồn rầu nói: "Chắc ông ta bị điên rồi." Ngay trước khi chết, ông Sen bò quanh dưới giường. Ông khom lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủa như chó cho đến lúc qua đời. Con người vào lúc lâm chung nhắm mắt thường có các tướng trạng hiện ra báo trước cho họ biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành sẽ sinh lên trời hưởng nhiều phúc lạc. Kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời và họ chết một cách đau đớn. Ông Sen chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó, và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền, một số người đã sợ hãi không dám ăn thịt chó nữa. Câu chuyện thương con đứt ruột. Đời nhà Tấn
Hứa Chân Quân thuở trẻ thường ưa thích săn bắn và lấy đó làm vui. Một hôm, anh đi vào rừng thấy một con hươu con, liền gương cung bắn chết. Hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra. Nó không sợ người, không sợ cung tên. Đến chỗ hươu con âu yếm, liếm vết thương cho con, nước mắt tuôn rơi, rồi ngã lăn ra chết. Hứa Chân Quân tự nghĩ, thật lạ, tất cả thú vật thấy người, thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao con hươu này không sợ, và tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy? Hứa Chân Quân đem cả hai con hươu về, trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hươu mẹ. Khi làm thịt, mổ bụng hươu con không thấy gì lạ. Lúc mổ bụng hươu mẹ, thấy đứt từng khúc ruột. Anh liền bật khóc, tỉnh ngộ, động mối thương tâm, than rằng mình thật là ngu si, không bằng loài thú. Con hươu này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết. Đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này. Vậy mà từ xưa đến nay, người ta vẫn tự hào là khôn hơn loài thú vật, có tình thương hơn thú vật. Nếu con mình chết, mình đau khổ như thế nào, thì con nó chết, nó cũng đau khổ như thế đó. Tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật? Thật là bất nhân, không tôn trọng sự sống. Hứa Chân Quân hối hận, lấy cung tên bẻ gãy vứt bỏ, nguyện không bao giờ săn bắn thú vật nữa. Về sau được làm quan, làm việc một thời gian, Hứa Chân Quân từ chức về nhà chuyên tâm tu hành cho đến ngày công viên quả mãn. Vua nhà Tống xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của Hứa Chân Quân, nên đã sắc phong là thần công diệu tế Chân Quân. Câu chuyện vì ác báo nổi mục nhọt. Có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại thành Xá Vệ. Một hôm, nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh viễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giả gia đình xin Phật xuất gia. Được ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Ti Sa. Thấy thời giờ như tên bắn, năm tháng tợ thoi đưa, sư Ti Sa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn, nhưng rủi thai, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mụn nhọt. Lúc đầu chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu, và cuối cùng chúng vỡ ra, mụ máu rịn chảy loang lộ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp. Bấy giờ sư được gọi là trưởng lão Bhutigata Tisa. Sau một thời gian, xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo, cơ bắp bèo nhèo, y phục nhăn nheo vì mụ máu kết thành từng mảng khô cứng. Các bạn đồng môn pháp lữ đều rộng lòng thương xót, nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư, sợ bệnh tật lây lan. Họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tàn cây râm mát. Bấy giờ, Đức Phật theo thông lệ, mỗi ngày nhập từ bi quán hai lần, buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn từ tịnh thất tôn nghiêm, trải tâm lân mẫn, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa Môn Ti Sa đang độ chín mùi trên đường tu chứng A-la-hán. Ngài tự nhủ, Sa Môn này đã bị huynh đệ đồng môn bỏ rơi, không được ai đói hoài thương tưởng. Nếu ta không gian tay tiếp sức, không an ủi, chăm sóc, thì sư còn biết nương tựa vào đâu? Đức Thế Tôn liền xả định, ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà ung lửa. Ngài lấy một cái ấm đất khá lớn, rửa sạch, đổ đầy nước, xong bắt nó lên lò và thổi lửa đun. Khi thấy nước sắp sôi, ngài đến đứng cạnh giường Ti Sa, nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái cảm thông, như mẹ hiền nhìn đứa con thoi thóp mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo, cô đặt nghiệp lực. Sợ Đức Thế Tôn lây bệnh, các sư lớn tiếng thưa: Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho, chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng. Họ khiêng Ti Sa vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Ti Sa,
lấy nước nóng tắm rửa, lau dặm từng vết lở nhầy nhụa khắp thân thể. Sau, Thế Tôn cho khiên sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hong khô một nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, Đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Ti Sa. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Ti Sa chắp tay nhìn Đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Ti Sa nói: "Này Sa Môn Ti Sa, ý thức tư duy sắp từ giả thầy rồi đó. Căn thân này sắp thành vô dụng như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường." Nói xong, ngài đọc kệ: "Rồi đây thân xác này sẽ nằm dài trên đất, bị vất nằm vô thức như gỗ mục bên đường." Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì trưởng lão Buddhighasa Tisa chứng quả A-la-hán và vào Niết Bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ quả táng cho trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí. Thấy cử chỉ ân cần của Đức Thế Tôn, các sư thắc mắc hỏi: "Bạch Thế Tôn, trưởng lão Buddhighasa Tisa sẽ tái sinh vào đâu?" Tisa đã vào Niết Bàn. "Này các thầy tỳ kheo, Bạch Thế Tôn, một sa môn cư mang trọng bệnh lại vào Niết Bàn. Tại sao xương cốt của sư rệu rạo ra như thế? Trong tiền kiếp, sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả A-la-hán nhanh vậy?" "Này các tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Ti Sa đã vun bồi từ kiếp trước." "Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì?" "Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ti Sa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp. Ông đã bắt vô số chim chóc, một nửa dâng cho hoàng gia, phần còn lại ông bán lấy tiền. Để giữ chim bắt được khỏi sảy, ông thường bẻ cánh, bẻ chân chúng và chất thành một đống, rồi đem bán chúng ngày hôm sau. Khi nào bắt được nhiều, ông dành một ít để chiên nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bạn bè. Một hôm, khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông, thì có một sa môn đã chứng quả A-la-hán đến cửa nhà khất thực. Ngắm nhìn trưởng lão, Ti Sa bỗng thấy trong lòng hân hoan, cảnh vật tươi mát, vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra. Ông bèn nghĩ: "Ta đã từng sát hại thụ hưởng quá nhiều chim muôn thú vật. Nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn có món chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo." Ông đem thịt chim hầm và những thức ăn ngon khác đặt vào bát của sa môn, rồi ông chắp tay vái chào và nói: "Bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thành quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy." "Lành thay, xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thật của thí chủ." "Này các tỳ kheo, chính công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A-la-hán và nguyện lực thiết tha mà Ti Sa ngày nay chứng thành đạo quả. Và cũng chính vì bẻ cánh, bẻ chân các loài chim mà Ti Sa phải cưu mang trọng bệnh, xương cốt rệu rạo lở loét khắp người. Nhân quả tương ưng như hình với bóng, các thầy thấy đấy." Hay quá, Bạch Đức Thế Tôn." Đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài và lui ra. Câu chuyện oán thù vai trả. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng quá, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy. Nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về,
lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thú lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài. Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người, hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hả được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, ngài nói tiếp. Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Câu chuyện người bán ghè nước. Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật, nên được lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau, khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau, nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi, thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao. Ghè nước đây, ai mua ghè nước không? Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu. Toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng, hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát. Bé gái thấy người bán ghè nước đi qua nhà, liền nói với bà nội. Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước? Bà nội thở dài. Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu? Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói. Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha.
Ừ được, con gọi cậu ta vào đi. Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào. Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghè nước. Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm. Anh bán ghè giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào, anh rao: Ai mua ghè nước không? Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà, khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý. Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá 1 triệu đồng. Bà cụ mừng quá. Vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu. Thưa cụ, hiện con không đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà. Nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói: Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho một ghè nước. Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: Tên dối trá kia, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi. Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: Đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao. Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: Trả lại tao, đồ ăn cướp. Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia, anh gào hét chửi bới. Vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất mà chết. Câu chuyện một ly sữa. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi 1 hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ? Người phụ nữ trả lời: Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp: Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu. Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ ốm nặng, các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Kenley được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Kenley đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: Trị giá hóa đơn bằng 1 ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Kenley. Câu chuyện Phước báo hiện tiền.
Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế, hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức mà nếu không tu phúc, không bố thí thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Than ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền nên kiếp này cùng khốn như vậy. Vợ ông nghe thế, vọt miệng nói mà không suy nghĩ: Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây. Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu. Bà thấy giải pháp của mình rất hay. Nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: Nếu ông không bỏ tôi ra được thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao? Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng. Nhà vua nghe thế, bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện Dũng Mãnh. Xưa kia, có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn. Tuổi đã ngoài 70. Một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu, rồi than rằng:
bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời này mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa làm tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi. Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi. Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam đồ, là độc ác. Thầy Diệu Pháp đáp, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu sinh lòng rủ ai, anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội. Vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở nên tôi thương xót, thở than một đôi lời, chứ không có ý gì ác cả. Thầy già lẫn quán mắt, thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy? Anh thật là nóng nảy quá, tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo, anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói, thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn. Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh. Thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách. Bạch Thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy? Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu, nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát, thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi, phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh. Đừng để đến khi lửa cháy đến mi, thì dù có lo cũng không còn kịp nữa. Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lại và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi, anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam Mô A Di Đà Phật, tên con là Dũng Mãnh, ở làng này, con nhà lương thiện. Khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, không ai dạy bảo. Rong chơi trong xóm, đánh cờ đánh bạc, bài mưu định kế, gian xảo đủ điều, mà gia tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy, các bạn lại rủ rê thêm một nghề ăn trộm nữa. Lòng tham sẵn, biết đâu là phải trái, miễn được đồng tiền. Ban đầu con còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh. Chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng, chứ không biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào gạch, cậy đố khoét vách, vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm, dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các cụ lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết.
con ma ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới cời bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà Quảng Oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Con bất giác vai mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà Quảng Oai. Bấy giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu thuốc chó, rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tựa án trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ. Ngờ đâu từ canh một đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hễ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt giường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Khi bấy giờ tức giận nổi lên, còn rút dao phá cửa, quyết vào giết đi cho đáng kiếp. Đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá, nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết chi là phải trái. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ, phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo bảo con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, tin không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với." Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế, ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ. Nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà Quảng Oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà Quảng Oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con." Bà lại chỉ con mà hỏi:
có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng? Cô con gái thưa, dạ phải. Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói, mẹ trông chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn, đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú túng cũng như mình túng. Con lấy mau đi, mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi, kẻo chú thức khuya mỏi mệt. Con liền đáp, chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn. Bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em Chí Thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em Chí Hiếu, cảm phục bội phần nên không nỡ hạ thủ. Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà quảng quay, con đi một mạch đến đây để bạch thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình. Muốn bỏ cái tâm ấy đi, rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo, tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời. Tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ. Sau đó, thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa, con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng thầy hoằng tuyên Phật pháp. Đại sư nhủ, nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Con hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc. Từ đấy, mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm, dũng mãnh ngồi kiết già nhập định, đến ngày chót phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh. Dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni, đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm. Bổn đạo xa gần nghe tin, đến xem đông vô kể. Thầy dũng mãnh ngồi kiết già, hai tay chấp rồi niệm bài kệ rằng, biến quang pháp giới, bản vô nhất Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, thầy dũng mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời, tăng ni, đạo chúng lại sờ mình thầy dũng mãnh thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơn 3 ngày, bầy chim mới giải tán. Câu chuyện Lưới cá, lưới cả mình.
Anh Long ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sinh sống bằng nghề lưới cá. Mỗi ngày anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá tiền. Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hằng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền, nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm. Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào bệnh viện cấp cứu. Hai đứa con thì eo uột, ốm yếu và chậm phát triển. Mặc dù đã chữa trị bồi bổ rất nhiều, nhưng chúng cũng không khá hơn. Riêng anh thì mắc chứng bệnh say xỉn, hằng ngày cứ chiều đến là đi nhậu với bạn hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe, lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau, gia đình sống không được hạnh phúc. Một hôm, như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn 2 mét. Vài giờ đồng hồ sau, cá mắc lưới khá nhiều. Anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ bắt cá bỏ lên trên chiếc xuồng. Do mãi mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng, lộn nhào xuống ao, người mắc vào lưới. Anh càng cựa quậy cố thoát ra khỏi thì lưới càng quấn chặt. Cuối cùng anh phải bị chết giống như những con cá mà anh lưới bắt hàng ngày. Dân làng được tin kéo nhau đến xem. Nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền. Câu chuyện người thợ săn tàn nhẫn. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến bìa rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài hoảng quá, vội trèo lên cây. Bầy chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú nói với lên: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé." Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không. Đức Phật trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ." Câu chuyện người đồ tể giết heo. Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều, vân vân. Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài.
bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một phốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng, hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh, en ép, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt, và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn, vật vã, tru tréo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt, nhe răng, gầm gừ, chắp nuốt như con heo và bò đi lởm ngởm, siêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc, ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình. Con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật, để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà Cung Đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ép, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể Cung Đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả. Chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, Cung Đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, các sa môn nói, Cung Đa đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc kệ: Nay buồn đời sau buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn.